Rồi, vậy là tính đến thời điểm hiện tại thì iOS 14 đã ra mắt được tới tận 1 ngày. Và có lẽ là tất cả những cái tính năng chính, những cái tính năng lớn nhất, thay đổi lớn nhất thì các bạn đều đã nắm rất là rõ rồi. Mình đã có làm tới tận 2 video rồi. Nhưng video ngày hôm nay thì mình sẽ muốn tập trung vào những cái tính năng nhỏ lẻ, những cái tính năng mà rất có thể các bạn chưa biết. Và thậm chí có những cái tính năng khi mà mình nói ra thì mình nghĩ sẽ khiến nhiều các bạn phải bất ngờ. Và nếu như các bạn hứng thú với giá bán của iPhone 11 Pro Max hiện nay đang có mức giá giảm cực kỳ ok, click ngay đường link phía bên dưới nhé, tại chuỗi thống của Xiaomi. Tính năng đầu tiên, mình xin gửi lời chúc mừng đến những bạn nào đang sử dụng những thiết bị iPhone cũ là giờ đây chúng ta đã không còn bị ghẻ lạnh nữa. Nếu như các bạn còn nhớ thì mình đã từng làm riêng một video mình chia sẻ về tại sao lại có những cái tính năng mà Apple lại chỉ dành cho những thiết bị iPhone mới mà rõ ràng nó là những cái tính năng rất là nhỏ thôi, rất là bất công đúng không? Thì bây giờ sang iOS 14 thì những thiết bị cũ ví dụ như là XS này hay là XR các thứ thì đều đã có. Đây các bạn nhìn này, tính năng đầu tiên. Đó, cuối cùng thì những người sử dụng iPhone cũ cũng đã có tính năng này. Được chưa? Thích chưa? Đó, các bạn hãy bấm vào chuyển ngay ở đây, rất nhanh. Và không chỉ riêng cái chuyển nhanh như thế này mà ngay cả cái kéo lên để chúng ta có thể tùy chỉnh được hình ảnh thì cũng đã có đối với những thiết bị iPhone cũ. Ngoài ra thì mặc dù là có thêm cái tùy chỉnh này nhưng mà khá đáng tiếc là Night Mode thì vẫn không hề có. Đây, bạn thấy là mình có bịt đi thì cũng không hề xuất hiện biểu tượng Night Mode, thì vẫn sẽ là một cái tính năng độc quyền cho những thiết bị iPhone 11 series. Và các bạn hãy để ý ngay là khi mình bật camera thì ngay lập tức nó đang có một cái chấm xanh xanh ở đây. Thì chính xác cái chấm này nó là cái gì? Thì đây là một tính năng thú vị tiếp theo của iOS 14 mà mình rất rất là thích. Ví dụ như đây nhá, các bạn nhìn mình vào camera nó sẽ thể hiện chấm xanh. Thứ hai là khi mà mình bấm gọi điện đi thì nó sẽ có một cái chấm vàng vàng như thế này hiển thị ở góc. Thì đây chính là cái cách để mà iOS 14 báo cho chúng ta biết là những cái ứng dụng chúng ta đang dùng nó đang sử dụng những cái gì. Ví dụ như là màu xanh là cây thì nó sẽ sử dụng camera, và màu cam cam vàng vàng như lúc nãy đây chính là cái màu này, thì nghĩa là nó đang sử dụng microphone của chúng ta. Thì đây sẽ là một cái rất là hay, ví dụ như khi mà các bạn đang chơi một cái tựa game free gì đấy trên App Store tự nhiên lại có cái chấm xanh xanh hiện lên ở đây, chứng tỏ nó đang dùng camera của các bạn, có nghĩa là nó đang có vấn đề. Đó, thì đây sẽ là một trong những cái bước tăng cường bảo mật mà Apple luôn luôn có hứa với người dùng chúng ta. Thì mình thấy đây cũng là một tính năng khá là hay ho. Ngoài ra đối với iOS 14, khi mà các bạn thực hiện cuộc gọi, nhiều bạn nhìn vuông vuông này lại bảo là giống Windows Phone, nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy nó giống thật. Thì đây, khi mà các bạn gọi điện này thì chúng ta, các bạn hẳn đều đã biết là sẽ có một cái trình gọi điện mới, nó sẽ chỉ hiện rất là nhỏ trên góc này thôi. Chơi game các thứ thì đều không bị ảnh hưởng đúng không? Và chúng ta hoàn toàn có thể đẩy nó lên đó mà không cần phải bấm kết thúc cuộc gọi, nhưng chuông thì tắt và cuộc gọi thì vẫn còn đang duy trì. Đó sẽ rất là hay, vừa để tắt chuông mà vừa không muốn bất lịch sự ngắt cuộc gọi mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại, thì đây sẽ là cái mà chúng ta có thể sử dụng. Và nó sẽ có một cái icon này, nó đang hiển thị là cuộc gọi vẫn đang có ở đây. Nếu như các bạn muốn nhận cuộc gọi thì bạn bấm vào góc này hiện ra. Đó, easy đơn giản, rất là hay đúng không? Đây là một trong những cái mà mình nghĩ là iOS đáng lẽ ra nên làm từ rất rất là lâu rồi. Khi mà các bạn nghe nhạc cái AirPod này bấn bật nhạc nhá, thì nếu như mà các bạn có để một cái tab hearing ở đây, nó sẽ báo này. Đó, nó sẽ có một cái mức độ âm thanh tai nghe nó chạy theo này, để báo hiệu cho mọi người biết là mọi người đang nghe nhạc với cường độ như thế nào. Trong cái màu xanh là cây có nghĩa là nhạc chúng ta đang nghe nó vẫn chưa quá to. Còn nếu như nó mà chuyển ra vàng này này, đó thì có nghĩa là các bạn đang nghe âm lượng quá lớn và có thể ảnh hưởng đến tai của các bạn. Ui, bài này hay quá. Chờ một chút nhé. Người trẻ chúng ta thì hiện tại thì chắc hẳn là các bạn đều hay nghe nhạc bằng tai nghe rất là nhiều. Và chúng ta đều đã biết là nếu như mà nghe tai nhạc bằng tai nghe liên tục thì nó không hề có lợi cho sức khỏe. Đó, thì đây là một cái tính năng nữa mà mình cũng đánh giá rất là cao. Có một tính năng mà mình đã nhắc đến trong video trải nghiệm iOS 14 ở trên iPhone 6s Plus, nhưng mà mình sẽ nhắc lại một lần nữa, nếu như mà các bạn chưa có cập nhật thì iOS 14 đã bổ sung thêm một cái dòng nữa để biết, để giúp chúng ta biết được đây có phải là một thiết bị iPhone lock khóa mạng hay không. Đây các bạn nhìn thấy này, khóa nhà cung cấp thì cái máy của mình là hoàn toàn không hề có giới hạn SIM. Thì nó không chỉ giới hạn cho những cái máy mới mà ngay cả những cái máy cũ thì cũng đều có đầy đủ. Đó, không giới hạn về SIM. Thì giờ đây ấy, song song với cái dòng phía trên là giúp chúng ta biết được là máy của chúng ta còn bảo hành như thế nào. Ví dụ như đây, con XS này đã bị hết bảo hành rồi này, thì chúng ta còn có thể tra cứu được thêm nữa là nó có phải là một cái máy khóa mạng hay không. Một trong những cái rất là hay, chứng tỏ là Apple ngoài việc hút máu thì cũng khá là quan tâm đến người dùng đúng không? Khi các bạn vào cài đặt này, tìm đến mục trợ năng thì chúng ta sẽ kéo xuống cái mục gọi là cảm ứng. Thì ở đây các bạn sẽ nhận ra là iOS 14 đã bổ sung một tính năng mới, mình không nhầm là hỗ trợ từ iPhone 10 trở lên. Đó chính là tính năng chạm vào mặt sau. Chạm vào mặt sau nó là cái gì? Ví dụ nhá, mình sẽ để mình chạm hai lần vào mặt lưng của iPhone thì nó sẽ khóa máy đi. Tạp tạp. Đó, nó sẽ khóa màn hình. Tap tap lần nữa.
nó sẽ không có gì hết, bởi vì nó chỉ khóa màn hình thôi, đúng không? Đó, thì các bạn có thể tùy chỉnh thêm, thậm chí là tap 3 lần thì nó sẽ làm gì. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn tap 3 lần là mình chụp màn hình đi. Đó, thì khi mình out ra ngoài nhá, 1, 2, 3. Đó, thì đây là một cái tính năng nghe thì khá là hay, mình cũng thấy nó khá là hay. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ khi mình trải nghiệm iOS 14 thì mình nhận ra là nó nhiều khi nó hơi bị hiểu nhầm, nó hơi bị nhạy quá hay gì đấy. Nhiều lúc mà mình đang nằm trên ghế, tay mình cầm này, mình dùng điện thoại thôi, bỗng nhiên tự nhiên thấy nó khóa màn hình, bỗng nhiên tự nhiên thấy nó chụp ảnh màn hình thì cũng hơi khó chịu. Hy vọng là bao giờ ra cái phiên bản iOS 14 chính thức thì cái tính năng này nó sẽ được tối ưu hóa và sử dụng ngon hơn. Nhưng cũng rất là hay đúng không? Tính năng chẳng ai cần, chẳng ai đòi hỏi, tự nhiên Apple lại trang bị cho chúng ta, khá là thú vị. Chúng ta đều đã biết khi mà lên iOS 14 thì sẽ có một cái giao diện sử dụng hoàn toàn mới. Đẹp hay không, xấu hay không thì tùy mỗi người. Mình thì mình thấy nó dị, rồi mình sẽ dùng cái từ dị. Và chúng ta sẽ có thêm một cái mục nó gọi là thư viện ứng dụng như thế này. Thì giờ đây các bạn đã có thể loại bỏ một cái ứng dụng bất kỳ trên màn hình home screen. Có nghĩa là nếu như các bạn cảm thấy cái việc kéo qua kéo lại màn hình home screen nó quá mệt mỏi ấy, thì ngoài cái việc là chúng ta có thể bỏ bớt một cái trang bất kỳ đi, thì chúng ta thậm chí còn có thể làm được cái điều này. Đấy là các bạn ví dụ như mình bỏ cái ứng dụng Musi đi này. Mình bỏ ứng dụng Musi đi thì mình có thể thêm nó vào thư viện và nó sẽ biến mất trên màn hình chính. Thì giờ đây mình sẽ có thể qua cái mục thư viện và tìm thấy nó ở đây. Đó, Musi như thế này, có nghĩa là loại bỏ khỏi màn hình chính và đưa nó vào trong thư viện ứng dụng để giúp chúng ta sử dụng iPhone nó nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn và đỡ chiếm cái diện tích trên màn hình chính vốn đã cực kỳ chật chội như thế này. Thậm chí là các bạn có thể cài đặt riêng, ví dụ như là màn hình chính này, mỗi khi mà các bạn download một ứng dụng mới về thì nó sẽ chuyển vào đâu. Có thể là nó sẽ nhảy luôn vào màn hình chính để chúng ta thấy luôn, hoặc là nó sẽ chỉ chuyển thẳng vào cái mục, nó gọi là thư viện ứng dụng, thì nó cũng khá là hay. Không biết là mọi người cảm thấy sao về cái thư viện ứng dụng này, các bạn có thích cái này không? Thì cũng đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Cá nhân mình thì mình thấy nó cứ giống kiểu một cái launcher Android anh em nhỉ. Đấy, đặc biệt là cái này này, nhìn nó cứ giống đúng không? Ngoài ra sẽ còn có thêm một số những cái tính năng nhỏ lẻ khác mà có thể một số bạn đã bỏ qua. Ví dụ như ở đây các bạn khi mà vào sâu bên trong thì vào mục camera, chúng ta sẽ còn có thêm một số những cái tính năng mới, ví dụ như là đối xứng camera trước để giúp chúng ta lật hình khi mà các bạn chụp hình selfie các kiểu. Đó, sơ bộ đây là một vài những cái tính năng khá là hay mà mình đã có nhận ra trong suốt từ ngày hôm qua sang ngày hôm nay trải nghiệm iOS 14. Thì mọi người còn có thấy có thêm những tính năng nào mới, có thể comment xuống phía bên dưới cho mọi người cùng biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đường link dẫn đến iPhone 11 Pro Max giá ngon có sẵn ở phần mô tả video tại chỗ hệ thống của Xiaohongnet. Nếu anh em mà cảm thấy những tính năng vừa rồi hay quá thì cài đặt iOS 14 luôn. Beta mà lên đi sợ gì, trời ơi. Ngại gì viết bẩn, đã